Xin mời các bạn đến với set đấu thứ ba, trận tam kết 3 diễn ra giữa hai đội. Phía bên này là lưới là đội quốc trưởng và phía bên kia lưới là đội ba con cọp. Điểm đầu tiên cho quốc trưởng 1-0. Ở phía đội hình quốc trưởng thì biên phải là quốc trưởng, biên trái là Phú, chuyền hai là Phúc Ray và giữa là Chánh Hiếu, phụ trắng là Đức Rapper. Vẫn còn kết thúc, quả bóng không qua lưới, điểm cho quốc trưởng 2-0. Ở phía đình của ba con cọp thì biên trái là Hùng, biên phải là Trà, chuyền hai là Toàn. Phát bóng tốt, điểm cho quốc trưởng 3-0. Ngoài ra cũng có Gia Huy và Mẫn ở ngoài nha các bạn. Lê Hồng Phong cho giữa góc thì Lê Hồng Phong.
mới được vô. Thoải mái lên, anh muốn về lòng chén cái lòng về nhà đủ mẹ, lại nhà em đủ.